lên cái trứng đó chị. Không, đi bộ ra chứ mưa. Trời sắp mưa rồi anh em ơi. Tôi tính dắt xe ra rồi đi. Dắt xe ra để mà đi mua ít đồ ăn vặt, đi dạo cho nó mát mà. Thấy trời sắp mưa. Chờ mình lết bộ luôn. Bộ ra ăn tại chỗ luôn. Làm pha ly nước rồi nè. Xách xe đi cho nó mát mà. Cái mây đi nó kéo tới vậy. Mây nó kéo tới dữ quá. Ra ngồi ăn tại chỗ luôn. Ra mua bánh tráng. Bánh tráng món ruốc. Không phải. Bánh tráng là lạc. Có lại nghe cái bãi xe. Xe mình nhét vô trong. Biến dắt ra dắt vô. Trời mưa không ta? Làm biến đi bộ thiệt chứ. Trời này chắc mưa to. Thôi bây giờ ra quán ăn là thượng sách đây. Con đường Quang Trung quá quên. Nó nhầm hoài ra. Để đường Mạng Kiếp. Quang cảnh đường Mạng Kiếp như thế này nè. Hôm bữa là mình quay khúc dưới. Để quay khúc trên. Đồ ăn vặt bao la bán ngát luôn. Không biết xài không xài mic rồi anh em cũng nghe có rõ không đó. Đi qua đường xe tiếng xe máy nào quá nó giọng vô không biết nói chuyện nghe có rõ hay không mà thường mấy cái dòng máy quay này nó thúc bắt thu âm tốt lắm không biết cái loại này sao. Cái quán bánh tráng nướng Đà Lạt nè. Cách mình chắc cũng cỡ 30 mét nữa. Bên tay phải mình nhìn xéo qua. Đây có bán há cảo luôn luôn. Ghé qua giúp mình. Cái quán này ngày nào cũng mua đó. Cái chủ quán cũng nghe nói cũng có ý định tặng lịch cho mình cuối năm mà. Lên cái trứng đó chị. Không, đi bộ ra chứ mưa. Ngồi đây nha. Ăn ở đây luôn. Thank you.
Thank you.
tiền đi Châu ơi. Mới ăn xong nha anh em, cay quá cay chịu không nổi, chén nước chấm nó cay quá, toát hết mồ hôi như tắm luôn à. Cũng cái thời tiết nó đang nóng nữa, trời ơi trời, mà quán nó ngon á, rẻ. Em coi cái menu từ thấp nhất là 8.000, cao nhất là 22.000. Nãy tưởng trời mưa cho nên không dắt cái xe ra, dạo vòng xuống phố đi bộ cho mát luôn á, chứ thấy trời âm u quá để cái xe ở trong, nhà. Ăn xong rồi cũng chưa thấy mưa đâu hết. Mày biết vậy, mua cái bánh rồi xong xuống đó ăn mát mẻ hơn. Đông quá này. Thôi giờ về, tắm rửa ngủ nghỉ nha. Đó, video hôm nay tính là đi ra mua, mua đồ ăn vặt thì phi lên xe đi vòng vòng cho mát thôi, mà tưởng mưa rồi để xe nhà đi bộ ra ăn tại chỗ luôn. Đó, mình ra mình ăn trải nghiệm rồi. Cái đường Hoàng Kiếp này mình chỉ bây giờ mình quay video cho anh em chắc được ở 3 quán. Quán xôi chiên hồi bữa rồi, quán kem mi xua, rồi bây giờ là cái quán bánh tráng nướng Đà Lạt nè. Ăn uống cái gì mà cái cổ nó mắc cục quá, khó chịu quá. Trời ơi trời nóng lắm. Này tắm một ngày 10 lần cũng không có đã nữa. Rồi nha, video hôm nay tới vậy thôi. Thì anh em nhớ đăng ký kênh rồi cho mình like nữa, đón xem những video tiếp theo nếu hay ho thì mình quay thêm cho anh em. Nếu mà quay hết cái đường mình tiếp này chắc cả 100 clip luôn cũng đủ, nhiều lắm rồi nha ba anh em nha.